Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói chuyện các cụ, phòng này là phần nhiều là các cụ yếu không quý vị? Ngồi chỗ, nằm chỗ đồ nhiều lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Riêng bà cụ ngồi bên cạnh những đức đây, bà cụ gần trăm tuổi quý vị. Gần trăm tuổi. Dạ. Bà cụ niệm Phật cho đại chúng nghe coi. A Di Đà Phật. 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 Vậy chứ mỗi ngày cũng biết bấm số niệm Phật luôn đó quý vị. Rồi tới giờ thì những đức sắp xếp qua bên cái phòng hộ niệm. Dạ. Các cụ và qua bển những người yếu gì nè. Dạ. Thì qua phòng hộ niệm bên kia mấy cô bắt ghế cho ngồi. Rồi các cụ cái niệm Phật cũng được tiếng 15 phút. Những đức muốn tập cho các cụ khu yếu này nè. Các cụ quen. Quen khi mà đi qua phòng hộ niệm mà niệm theo cái điệu hộ niệm giết quen. Sau này mà khi mà các cụ mà cặn tử nghiệp á thì mình đưa vô mình hộ niệm cái là các cụ mỗi ngày được niệm cái điệu hộ niệm đó quen rồi, tự nhiên mình hộ niệm cái tự nhiên rất là tiện lợi cho các cụ. Nên bà cụ bây giờ những đức hỏi bà cụ là bà niệm Phật bà muốn đi về đâu? Về Tây Phương. À, về Tây Phương Cực Lạc phải không? Về Tây Phương Cực Lạc. À, mà quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc phải không? Vâng. À, thì nghe bà cụ này trăm tuổi đó quý vị, mà cũng còn đi đồ ngon lành lắm mà đúng không? Dạ. Mà không đi được và vì cơn này ốm này sốt này, này cứ ở nhà rồi là này. Mà bà cụ hình như bữa đó những đức thấy hình như là đồ đạc của bà cụ là mấy cô giặt hay bà giặt ta? Bà tự giặt luôn. Ồ, đồ đạc bà tự giặt luôn. Dạ. À, mà sao bà không để cho mấy cô giặt? Mấy cô nói với bây giờ thưa thầy dữ, người ta giặt nó đông quá này, mình nhiều khi đấy chứ rồi cũng sai sót. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ mình làm được rồi mình tự làm đúng không hả? Vâng. Khỏi làm phiền mấy cô đúng không? Vâng. Chừng nào mà mình làm không được thì nó để cho mấy cô đúng không bà cụ? Vâng. Ừ, thế vì thấy không? 100 tuổi đồ bà tự giặt luôn đó. Cái này là chính mắt những đứa thấy rõ ràng là bà cụ bà xách đồ bà đó đi giặt, mà những đứa cũng nghĩ rằng là đồ của bà cho mấy cô giặt, nhưng mà bà muốn bà giặt đúng mấy cô. À, mà bà giặt xong rồi bà tự đem đi phơ luôn. À, rồi phơ rồi có lấy lộn đồ người ta không? Lấy ngay đồ mình luôn đúng không? Vâng. Quý vị thấy tỉnh táo sáng suốt nha. 100 tuổi tỉnh táo sáng suốt. Tới giờ đi qua bên phòng hộ niệm, bà ngồi bà niệm Phật đúng không cô? Bà tự đi bên phòng hộ bà niệm Phật mà. Phòng hộ niệm kế bên, nhìn đứa thấy. Rồi xong rồi bà tự đi tắm đúng không? Bà cụ có tự tắm luôn. Rồi xong rồi đồ bà tự giặt luôn. Đó, mà thấy cũng ngồi gần thấy cũng sạch sẽ, đâu hôi hám gì đâu. Nói thì thưa thầy, nói thì nói vậy thôi, chứ con này không bằng được người ta tắm cho mình đâu. À, mình tắm không bằng người ta đâu. À, nhưng người mà bà cũng để mà bà tự tắm luôn chứ bà đâu có để người ta tắm đúng không? Dạ con tắm rồi. Sao mà không để cho các cô tắm cho bà? Tại sao? Vì kệ đưa những người ta thì nhiều việc, tôi thì ít việc. Cho nên là mình muốn tự kiểm điểm mấy bản thân mình là mình tự làm của mình. Dạ. Các vị biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, ngài những việc cá nhân ngài tự làm hết, và ngài niệm Phật mà tới ngày cuối cùng là bữa đó vẫn còn đi vô động làm việc. Và khi xong rồi tối đêm đó ngài tự xếp đồ ngài giảng sanh. Bà cụ này giờ 100 tuổi mà bà cũng tự đi niệm Phật rồi xong rồi tự đi tắm. Mà bà này bà nói rõ ràng cái gì nghe đó. Thôi mình ít việc lắm, mình làm được thì thôi mình làm đi, còn làm phiền ta làm chi. Chừng nào mà không được nữa thì mới nhờ mấy cô. Nên những đức mong mà tất cả các cụ già khắp nơi nơi mà nghe được những công đoạn này, tuổi già tập một là dễ tính, hai là những gì làm được thì làm đi, vậy mà nó khỏe, giống như là thao tác vậy đó, khỏe.
cái kiểu mà đau đau một chút, cái rên rỉ mà không làm gì chứ nó bệnh thêm, nó yếu thêm. Như mấy bà cụ trong chùa mình là mỗi ngày, như mấy bà cụ này làm cũng đi niệm Phật bốn thờ đúng không con? Dạ. Đi niệm Phật bốn thờ, thờ niệm cũng tiếng 15 phút, ngồi bắt ghế cho ngồi niệm Phật. Đây là các khu yếu một chút, mà quý vị coi tới các cụ khác, mấy phòng này là các cụ yếu nhiều lắm, nó ngồi chỗ rồi có những bà cụ cũng có cụ như cụ này hơi lãng tay nè, như còn bà cụ này thì còn nghe được ngon lành nên từ nơi đó ngồi bà bấm số niệm Phật kìa. Đâu bà niệm một câu bấm số cho người ta coi coi, bà niệm A Di Đà Phật, bà bấm coi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đưa tay cao lên bấm nè, A Di Đà Phật, bấm A Di Đà Phật. Niệm tiếp tục A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đó vậy thấy chưa, bởi vì tới tuổi già vậy thấy không, già rồi tự nhiên thấy còn chút xíu à, chứ hồi xưa chắc cũng đâu có đánh nổi nhỏ xíu vậy đâu, chắc cũng bự à đúng không cụ? Dạ. Chứ đâu đánh nổi gì chút xúc ẻn thì chợ. Dạ. Bây giờ còn đâu chắc 11-12 kg. Nên vậy mà cũng biết thẹn thùng nữa nghe, cừ đồ mất cỡ thôi, nước mặt cho ta nhìn cái cô gái 18 tuổi hả, nước mặt lên cho ta nhìn kìa, gì đâu mất cỡ chàng. Mình là người niệm Phật mắc cỡ gì? Đâu có gì đâu mắc cỡ. Nên rồi niệm Phật lớn lên cho người ta coi coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh về cực lạc. Quyết tâm vãng sanh về Tây phương cực lạc. Rồi giờ những đức nói mà nói theo này nha. Bây giờ bà cụ niệm Phật được lợi ích lớn vô cùng. Mà nói theo coi, niệm Phật được lợi ích. Niệm Phật được lợi ích. Tôi khuyên mấy người khắp nơi nơi coi được công đoạn này niệm Phật cùng với tôi. Khuyên khắp mọi người niệm Phật với tôi. Rồi các con các cháu coi được công đoạn này. Khi mà nói đi, các con cháu coi được những công đoạn này. Con cháu coi được những đoạn này. Bà dạy các con cháu niệm Phật với bà. Bà dạy các con chạy, các con dạy các con niệm Phật chạy với bà. Như bà. Sau này bà trăm tuổi già bà mất. Sau này trăm tuổi già sau bà mất. Mong các con các cháu niệm Phật đưa tiễn bà đi. Mong các cháu chuyện đưa bà đi. Niệm Phật đưa tiễn bà đi ha. Rồi bây giờ bà quyết tâm bà niệm Phật để đời này Phật rước bà về cực lạc nha cụ. Dạ. Bây giờ 100 tuổi quý vị biết rằng đường gì là cũng đặc biệt lắm mà. Nhưng phần nhiều là cứ ngồi cứ niệm Phật thôi. Nhưng mà cũng đúng là cái công đức niệm Phật các cụ phần nhiều là dễ, bởi vì mình mới lo được cho đông người gì. Bây giờ tôi thưa thật với các thầy á, là coi như là bây giờ ở đây thì có các thầy dạy bao như thì bày bó á, là coi như là như cái khi mà đã lên đó rồi là sự khó nói lắm. Không biết nói. Bây giờ giống như có những đức chỉ sao nói vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà cái niệm Phật thì bà tự niệm bà quen rồi đúng không? Niệm Phật thì dễ rồi, cứ ngồi niệm A Di Đà Phật bấm số thôi đúng không? Rồi nguyện tam bảo gia hộ cho bà cụ. Dạ. Khi mà đến trăm tuổi già. Dạ. Bà cụ tỉnh táo đi theo Phật A Di Đà nghe. Dạ. Rồi quyết tâm về cực lạc nghe cụ. Quyết tâm về cực lạc. Đúng rồi, bà về cực lạc và mới giúp được cho tất cả thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của mình thấy không? Chứ bây giờ mình già mình đâu có làm gì đâu được đâu. Nhưng mà bà thấy mình niệm Phật được tốt đẹp, an lạc, vui vẻ không? Dạ. Bây giờ bà sống trong đây bà thấy vui không? Vui ạ. Vui phải không? Vâng. Rồi tuy là ngồi đây niệm Phật nhưng có buồn không? Buồn cái gì? Đâu có gì buồn đúng không? Không. Đâu có gì đâu buồn, vui vẻ mà. Thấy khi mô mà anh ốm đau nhọc nhằn rồi này nọ gửi thế không ra cái gì là bị buồn. Còn bây giờ khỏe mà buồn gì đúng không? Dừ, khỏe thì không khỏe đâu. Nhưng mà có người chơi nói bày bộ và nói để mình tiếp theo để học hỏi á, là thấy vui quá.
Đúng rồi, bây giờ như Đức nói cái nói theo thấy vui đúng không? Dạ. Chứ nếu mà để thí đại mà tự nói không biết nói làm sao nữa. Dạ, đúng không? Nó thôi thì giờ mấy bà cụ già mình phải hỗ trợ, như tư tưởng bà cũng muốn nói vậy đó. Dạ. Thôi, điểm chính là bà niệm thêm mấy câu Phật hiệu nữa kết duyên đại chúng nè. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi khuyên tất cả mọi người cùng niệm Phật với tôi. Tôi khuyên mọi người cùng niệm Phật với tôi. Cầu sanh về cực lạc với tôi. Cầu sanh sinh về cực lạc với tôi. Cực lạc với tôi. À, chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc tất cả mọi người vui vẻ an lạc. Tất cả, chúc mọi người vui vẻ tất cả an lạc. An lạc. À, rồi chúc tất cả mọi người mạnh khỏe. Chúc mọi người mạnh khỏe. Miệng luôn nở nụ cười. Miệng trăm nụ cười à? Ừ. Miệng, miệng nở 100 nụ cười. À, miệng nở 100 nụ cười. Cười giống hệt tôi. Cười giống hệt tôi luôn. Nghe không? Không mắc cỡ gì đâu chừng. Mình niệm Phật mà gì đâu mà mắc cỡ. Nghe không? Thôi, bữa nay chúng ta tới đây thôi nghe quý vị. Rất là hoan hỷ. Các cụ tuổi già mà đường gì là quý lắm quý vị. Những công đoạn này những Đức tin chắc rằng khắp nơi ai coi cũng sẽ rất là hoan hỷ. Cái nhìn các cụ già lớn tuổi gì mà các cụ biết niệm Phật là mình thấy quá quý. Nên những Đức thấy những Đức cùng với tất cả các huynh đệ trong chùa được Đại Lão Hòa Thượng Ngài giúp đỡ cho mình có cơ hội để nuôi các cụ già. Đây là cái điều mà những Đức thấy là mình thấy vui nhất, là thấy ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Nên chúc cho toàn thể đại chúng ai biết được pháp môn niệm Phật, chúng ta nên chân thật niệm Phật và đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, tất cả mọi người chòm sớm láng giềng của mình đều nghe được pháp môn tịnh độ, để quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Bà cụ này thì hơi lãng tay quý vị, nên cho cái cô này cũng ngồi kế bên. Cô hỏi bà, tại vì cái tiếng của bà những Đức nói khi bà nghe không được, nên không có được nói rõ ràng. Đâu liên niệm kêu bà niệm Phật tới ngay. Bà niệm Phật đi. Niệm Phật đó, niệm niệm lên. Niệm A Di Đà Phật đi. Niệm lớn lên. Niệm lớn lên. Niệm lớn lên. Niệm. Ừ. Sao mà niệm Phật lớn lên rồi chắp tay. Chắp tay, chắp tay lên. Ừ. Niệm A Di Đà Phật. 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 Rồi bây giờ như Đức hỏi nè, bà niệm Phật bà quyết định đi về đâu? Dạ, rồi dạ. Thầy hỏi là mẹ niệm Phật đi về đâu? Nguyện vọng của mẹ là gì? Con qua nước Tây Phương Cực Lạc, con tu bên nước Tây Phương Cực Lạc thôi. Ôi trời ơi, quá. Con là từ sau con qua nước Tây Phương Cực Lạc, con ở bên nước Tây Phương Cực Lạc. À. Con tu niệm Phật Di Đà. Đó, thấy chưa, bà niệm Phật đi về nước Tây Phương Cực Lạc. Con được con tu niệm Phật Di Đà. Đúng rồi, các thầy thấy chưa? Nghĩa là cái chủng tử nó gieo vào trong tâm bà nặng mạnh lắm rồi quý vị. Bây giờ bà biết niệm Phật là đi về Tây Phương Cực Lạc, thấy không? À, nên đặc biệt là tuy là lãng tai nhưng biết là niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Dạ. Rồi giờ chấp tay niệm Phật kết duyên đại chúng nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ồ, cứ vậy làm tới được rồi. Cần gì nói nhiều gì cho nó mệt. Dạ. Nên là con cháu mà coi được những công đoạn này giống như ông bà cha mẹ mà để lên cái đức cho con cháu một câu Phật hiệu. Giống như cô giáo Lưu Tú Văn có nói rằng là cổ không có cái gì để lại cho con cháu cổ, chỉ có một câu A Di Đà Phật để cho con trai con gái con dâu con rể gì cháu chắc gì cũng là câu A Di Đà Phật.
nếu chịu mà tiếp nhận mà chịu niệm Phật đó, thì phước báo vô lượng. Vì vậy bà cụ có chí niệm Phật đã để lại cho con cháu là được rồi. Bây giờ tiếp tục nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tao hỏi bà coi, bà ở đây bà niệm Phật vậy, bà có biết ơn quý thầy gì không? Hỏi bà thử coi. Mẹ ở đây niệm Phật á. Mẹ biết ơn thầy. Con là niệm, con là niệm cũng giờ mô nghi niệm Phật. Niệm Phật không có giờ nào nghỉ chứ. Niệm sao? Niệm sao? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con niệm này dòng này niệm. Niệm niệm tiếp tục coi. Qua với là con đứng làm đi cứ ngồi mà niệm Phật không giống hơn lại. Thấy không? Không cần đâu làm gì đâu, bây giờ ngồi chỗ mà làm gì, chỉ có ngồi niệm Phật. Bắt đầu tiếp tục nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó thấy chưa? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cứ niệm vậy thôi. A Di Đà Phật. Nó nên là lại Phật con cháu con về được Tây Phương Cực Lạc. Sao cầu nguyện vọng con là sao con về con đến nước Tây Phương Cực Lạc, con ở nước Tây Phương Cực Lạc. Ở Phật A Di Đà. Con ở được Tây Phương Cực Lạc, con đi theo Phật A Di Đà. Đúng rồi, đi theo Phật A Di Đà. Dạ, quyết đi, tâm. Đi Phật A Di Đà được. Quyết tâm theo Phật A Di Đà. Quyết tâm là được theo Phật A Di Đà. Phật A Di Đà rước đi theo liền. Dạ. Phật A Di Đà rước đi theo liền. Dạ, đây rồi, dạ. Phật Di Đà rước là mẹ đi theo liền nha. Đây. Phật Di Đà rước là đi theo liền. Phật Di Đà rước mẹ đi qua Tây Phương Cực Lạc đó. Mà bà chịu đi theo liền không? Dạ. Bà... đi liền nha, đi liền. Dạ, đi. Không có nhớ mấy đứa cháu nữa, không có nhớ mấy đứa con. Nghe. Con là con đi theo Phật Di Đà. Là con ở được Di Đà. Dạ. Con ở bên nước Tây Phương Cực Lạc. Đúng rồi. Ở bên nước Tây Phương Cực Lạc, con tu bên nước Tây Phương Cực Lạc. Đúng rồi, nhiêu đây là đủ vốn rồi đó. Dạ, không cần nói gì nhiều cũng công mệt, đúng không? Rồi bắt đầu tiếp tục nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nói chưa? A Di Đà Phật. Con nguyện vọng con là sao con ở được Tây Phương Cực Lạc. Con định đúng rồi, chỉ có nhiêu thôi. Niệm Phật anh quyết thì định là nguyện nước Tây Phương Cực Lạc rồi, đúng không? Con quyết tâm là qua được Tây Phương Cực Lạc. Đúng rồi, quyết tâm ở được Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm ở được Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm Phật Chí Đà. Quyết Phật Chí Đà. Nó thấy chưa? Phật đúng là người ta người chuyên niệm Phật mà không cần nói nhiều. Chỉ câu ai về Phật quyết tâm gì cực lạc đây, đúng không? Dạ. Quyết tâm luôn. Tại Phương Cực Lạc. Đúng rồi. Con quyết tâm là con ở được Tại Phương Cực Lạc thôi. Đúng rồi, thấy chưa? Cái này là tín nguyện đó quý vị. Con chỉ có quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc thôi, thấy chưa? Con là ở được Tại Phương Cực Lạc vì Phật Chí Đà thôi. Đúng rồi. Hai nguyện vọng của con là 222 từ của con á. Là về Cực Lạc thôi. Dạ. Con đâu con đi được Tây Phương Cực Lạc con. Đúng rồi, tiếp tục nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thấy chưa? A Di Đà Phật. Con niệm lắm con khi nào hờ hết đó. Khi nào con niệm Phật hết. Đúng rồi, lúc nào cũng niệm Phật hết. Đặc biệt thiệt. Đó, vậy là được rồi. Bởi vì tất cả các con, các cháu của bà cụ mà coi được á, những đức nó thật lòng mà nói chứ. Như chùa mình bao nhiêu trăm con người, mình nói ngoài đời mà có khi nhà mình có mấy người, mà có khi mà mình lo mà chẳng ai chứ không vậy. Mà chùa mấy trăm người mà những đức thấy chỉ có công đức niệm Phật thôi mà thù thắng gì. Tất cả người ai cũng vui mà cuộc sống ổn định đầy đủ. Mà những đức thấy phần nhiều là cái cụ rất là vui vẻ, là nhờ công đức niệm Phật. Nên nguyện những cái công đoạn này mà từ gia đình của các cụ hay là tất cả mọi người coi được, hay hàng Phật tử,
Quý vị nhớ là mình phải đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu cho tất cả mọi người để được cái lợi ích, giống như mình được lợi ích, mình muốn cho mọi người ai cũng được lợi ích. Nên quý vị thấy bà cụ, bà lớn tuổi như bà cụ nãy 100 tuổi, bà cụ này có bao nhiêu tuổi liên niệm? Dạ bà 90 tuổi. Bà cụ bao nhiêu tuổi hỏi bà coi? Bà bao nhiêu? Bà bao nhiêu tuổi rồi? 90 rồi. 90 tuổi? Dạ. Quá dữ. Dữ thì... Bà sống tới cốc một gâu luôn. 90 tuổi là thọ. Thọ quá à. Thấy không? Bà định sống tới bao lâu? Định được sao con đi theo hỏi Phật. Bà định sống tới bao lâu? Sao con đi theo Phật Tây Phương Cực Lạc. Hỏi con bà sống tới bao lâu? Sao con đi Tây Phương Cực Lạc con. Bà muốn sống đến bao lâu? Bà muốn sống đến bao lâu? Sống đến bao lâu? Sống đến khi nào? Vâng. Sống đến khi nào? Vâng. Sống đến khi Phật rước hả? Vâng. Sao con được Tây Phương Cực Lạc là ở rồi, có nhiều thôi, không bây giờ niệm Phật là về thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn sống tới chừng nào thì có sống. Có ở bên được Tây Phương Cực Lạc. Phật Ai Di Đà cho sống tới chừng nào thì sống chừng đấy. Có ở bên được Tây Phương Cực Lạc vì sống Di Đà. Chỉ có về thế giới Cực Lạc thôi, quyết tâm luôn. Quyết tâm. Ừ, rồi, cố lên. Quyết tâm. Cố lên. Quyết tâm. Rồi, không những câu đoạn này vui quá quý vị. Thôi chúng ta hôm nay tới đây thôi. Ông Nguyễn Tam Bảo. Điếc tai rồi. Thôi chỉ biết niệm Phật là được rồi, niệm Phật là được rồi nghe. Dạ. Rồi bây giờ Nguyễn Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cụ khắp nơi nơi. Các cụ già dù chưa đi đến chùa được, nhưng mà nhờ công đức niệm Phật nguyện hồi hướng cho các cụ. Mong các cụ gặp được pháp môn niệm Phật mà các cụ chịu niệm Phật. Để giờ này hẹn gặp nhau ở thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật. Rồi chào mọi người đi cụ. Chào mọi người. Đưa tay chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người. A Di Đà Phật. Kìa cầm cái máy niệm Phật cho bà chào kìa. Rồi chào đi. Đúng rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng rồi. A Di Đà Phật. Rồi. Được rồi đó. A Di Đà Phật. Phòng này toàn là có cụ yếu không quý vị ơi? Nên là bà cụ này cũng lỗ tai hơi yếu yếu rồi. Bây giờ bà cụ bà chấp tay bà niệm Phật cái đại chúng nghe thấy coi. Niệm Phật coi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ừ, được rồi đó. Mà bà cụ mỗi ngày niệm Phật bà vui không? Vui lắm. Vui vẻ phải không? Rồi bà niệm Phật bà muốn đi về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc à. Đó, vậy đó. Nhiều là thấy đủ vốn rồi. Nghĩa là niệm Phật muốn về Tây Phương Cực Lạc là ngon rồi. Đó, chỉ có nhiều thôi, không cần biết nhiều. Chỉ biết niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc là ngon rồi. Đó. Rồi niệm Phật vui vẻ. Vâng. Thấy không? Vâng. Rồi ở đây với tất cả các cụ già sống chung bà vui không? Vui lắm ạ. Đó, thấy không? Vui nên mặt mày sáng sủa đẹp nè. Dạ, đúng không? Vâng. Đâu mà cười với đại chúng coi. Cười coi. Đó, thấy chưa? Ừ, nó vui vẻ vậy là được rồi. Rồi bà chúc mọi người cùng niệm Phật với tôi. Vâng. Tôi chúc các bà niệm Phật cũng như tôi. Cầu sanh Cực Lạc giống tôi. Về Tây Phương Cực Lạc giống tôi. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Ta gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Về Cực Lạc mới hết khổ. Về Cực Lạc sướng lắm. Ừ đúng rồi, bà nói đúng rồi. Đó, quá giỏi. Về Cực Lạc hết khổ, nó về Cực Lạc sướng lắm. Đúng rồi đó. Về Cực Lạc sướng lắm. Thấy không? Về Cực Lạc không có bị già. Dạ. Thấy không? Nên quyết tâm về Cực Lạc. Quyết tâm về Cực Lạc à. Cố lên. Ừ, quyết tâm về Cực Lạc. Quyết tâm về Cực Lạc. Rồi, quyết tâm về Cực Lạc. Ừ, niệm Phật lớn lên cho đại chúng coi coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ừ, đó. Nên những công đoạn này quay là để lại cho sau này mọi người ai cũng coi được. Dù các cụ phải về Cực Lạc rồi, nhưng mà những công đoạn này cũng là kết duyên với đại chúng khắp nơi nơi. Rồi con cháu các cụ đồ khi coi được á, thấy ông bà cha mẹ mình tuổi già niệm Phật mà minh mẫn sáng suốt, vui vẻ, ăn ngon ngủ yên. Nên dù bây giờ họ có ngoài đời làm ăn lo giàu lo nghèo, nhưng mà sau này tới tuổi già rồi
có khi họ nhớ lại ông bà cha mẹ tôi ngày xưa biết niệm Phật ở trong chùa, họ nghĩ đến cái đó gọi là cái đức mà ông bà cha mẹ để ra cho con cháu nó học theo. Nói rồi những công đoạn này có khi con cháu nó coi được cái tự nhiên nó bị ảnh hưởng, cũng xúc động lắm giỡn đâu. Có khi con cháu ở xa mà coi những công đoạn này xúc động lắm, thấy ông bà cha mẹ của mình ngồi niệm Phật gì. Nên bảo bây giờ bảo không biết nói gì nhiều, bảo chỉ biết niệm Phật thôi. Nên từ nơi đó những đức cũng thay bà cụ, những đức gỡ lời đến với gia đình của bà cụ hay con cháu đâu khắp nơi nơi đó. Mà coi được những công đoạn này, ông bà cha mẹ của mình mà ở đây niệm Phật được gì, sau này khi mà các cụ mà trăm tuổi già mình có đi đến đây thì nghe lời quý thầy cùng niệm Phật đưa tiễn bà cụ. Và mỗi từng thắt đều là cúng đồ chay, mỗi năm đám giỗ cúng chay, đó là cái tâm nguyện của các cụ đó. Tại vì các cụ ở trong chùa ăn chay niệm Phật nên mình làm đúng như cái tâm nguyện của ông bà cha mẹ mình thì mình là con hiếu thảo. Nên bà cụ bà kết duyên với đại chúng nhiều thôi, bà niệm Phật với đại chúng rồi bà nói bà quyết tâm bây giờ thế giới cực lạc, về cái thế giới cực lạc mới vui vẻ. Rồi bây giờ bà niệm Phật thêm vài câu và bấm số niệm Phật thì sao? Cái máy bấm số đâu rồi? Máy bấm số ở đâu? Nè, cầm máy bấm số này bấm coi. Rồi bấm số làm sao? Niệm cho đại chúng coi coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ồ. Niệm thêm nữa, tiếp tục. Thêm vài câu nữa đi. A Di Đà Phật. Nó khan tiếng. Ồ, khan tiếng thôi được rồi, khan tiếng là lớn tuổi rồi quý vị. Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay bao nhiêu năm tuổi? Nay 90 rồi. Ồ, 90 tuổi rồi. Đó, mấy bà cụ khu này là khu yếu không quý vị? Bà cụ nào cũng lớn tuổi, bà kia đầu tiên à. À, bà cụ này 90, bà cụ này 88 hả? 88. À thôi kệ, 88 cũng dữ lắm rồi. Sống vậy là cũng tới cốc một râu rồi. Nên là những đức mong sống tới 80 tuổi mới sống nổi hay không nữa. Mấy bà vậy là cũng dữ dằn lắm rồi. Nên là nguyện tam bảo gia hộ cho các cụ khắp nơi nơi coi à, niệm Phật cùng với các cụ trong chùa mình. Còn đủ duyên thì đi vô đây ở đây cùng niệm Phật với các cụ già. Cuối cuộc đời đại chúng đưa tiễn mình về thế giới cực lạc. Hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. 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 Đó được rồi đó. Vui vẻ. A Di Đà Phật vậy được đó mấy con. Bà cụ hôm nay nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ con năm nay con 86. 86 tuổi. Dạ. Mỗi ngày bà niệm Phật sao, bà niệm cho đại chúng coi coi. Niệm lại chúng à. A Di Đà Phật sao? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi đưa tay bấm số sao cho đại chúng coi coi. Niệm. A Di Đà Phật. 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 À rồi vậy là giỏi rồi đó. Rồi bà quyết tâm bà niệm Phật rồi bà đi về đâu? Con vậy con về Tây Phương. À về Tây Phương cực lạc phải không? Dạ. Nè. Bây giờ bà còn dính mắt con cháu gì không? Không, còn không dính mắt gì nữa rồi. Bây giờ bà quyết tâm là Phật xuống rước rồi đi theo liền đúng không? Dạ, con khách Tây Phương. Đến Di Đà tìm Phật mới đi hay sao? À, có nghĩa là Phật A Di Đà xuống rước là bà đi theo liền đúng không? Dạ. Nó, bây giờ không có dướng mắt con cháu gì nữa trơn á. Không. Phật A Di Đà xuống rước rồi đi theo liền. Dạ. À, bà cụ có mấy đứa con? Con có 7 đứa con. 7 đứa con? Dạ. Mấy trai mấy gái? 3 trai 4 gái. À, 3 trai 4 gái. Chắc chắn rằng là con cháu bà cụ mà coi được những công đoạn này nó quan hỷ lắm á. Dạ. Bây giờ bà có khuyên con cháu bà niệm Phật với bà không? Có, con cháu còn niệm Phật với bà đều lắm. À, đứa nào cũng biết tu chứ hả? Dạ. Nhờ cái đức của bà đó. Dạ. Nhờ cái đức của bà tu mà con cháu tu theo nha. Dạ. Nên bà đi về cực lạc á là con cháu của bà sau này đứa nào cũng tốt đẹp chứ. Dạ. Mà những đức thấy con cháu bà cụ này dễ thương. Mấy cô gái là ở đây đó, có không? Nên á bà cụ á quyết tâm về thế giới cực lạc nha. Dạ. À, Di Đà Phật. Rồi à, bà có vài lời gì khuyên con cháu niệm Phật với bà không? Quá, con nói rồi. Con bảo con cái các con các cháu ở nhà cố gắng niệm Phật. À. Dạ, cố gắng niệm Phật, cố gắng ngày đêm con cố gắng học lúc nào học, còn ngoài thì giờ học các con niệm Phật. Con vậy. À, dạ, ngoài có nghĩa thì... là à, có công việc gì làm thì làm nhưng mà lúc nào cũng cố gắng nhớ niệm Phật đúng không? Dạ. À. A Di Đà Phật. Thế vậy thấy
86 tuổi. Thấy đi cũng những đức thấy đi vòng vòng chùa bấm số niệm Phật. Nhưng mà mình thấy các cụ già đúng là, nên những người trẻ mà coi được những con đoạn này mình thấy đúng là tuổi già sao viết từ từ sao nhìn nó xíu lùng xỉn nha. Dạ. Nên là đúng là rõ ràng cái thời gian con người á đúng là sanh già bệnh chết. Tự nhiên tới tuổi già còn lùng ảnh nhỏ xíu à. Chứ không còn con gái chứ đâu có lùng xỉn gì đâu. Thế mà cụ. Rồi bữa nay còn được mấy cái răng nữa? Còn còn mấy cái, còn ba cái vậy. Còn ba cái răng à? Dạ. Đúng rồi. Bây giờ bà niệm Phật lớn lên cho đại chúng niệm với bà coi, niệm lớn lên. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi tôi khuyên tất cả mọi người cùng niệm Phật với tôi. Con khuyên tất cả mọi người cùng niệm Phật với tôi. À thế, con khuyên tất cả mọi người cùng niệm Phật với tôi. Cầu sanh cực lạc với tôi. Cùng sanh cực lạc với tôi. À, về thế giới cực lạc hết khổ. À, về thế giới cực lạc khỏi khổ. Ừ, về thế giới cực lạc khỏi khổ ha. À, gì đạp là... Rồi bây giờ Phật A Di Đà bây giờ mà xuống trước bà đi về cực lạc là bà đi theo về liền không? Dạ. Theo về liền phải không? Vâng. Ờ, nó về, theo về liền. Rồi bây giờ niệm thêm vài câu Phật hiệu kết duyên nữa nè. Niệm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thì thấy hình như cái công đức niệm Phật nó ngộ lắm nha. Khi một cái người già mà niệm Phật mà nhìn thấy dễ thương. Quý vị coi có những bà cụ già ở ngoài đời mà không niệm Phật rồi tóc tai có khi bèo nhèo mà tóc quắn quéo mà tóc bùm sùm nhìn hung dữ lắm. Còn có mấy bà cụ trong chùa niệm Phật có khi coi gương mặt bà cụ nào hiền mà thấy dễ thương. Còn vất vả lắm thầy ơi. Ừ. Con ngoài đời con khổ lắm. Ngoài đời khổ lắm đúng không? Dạ. Mà vô đây mà còn khổ nữa không? Không, còn không khổ nữa rồi. Thì thấy rõ ràng bây giờ bà nói rõ ràng đó là ngoài đời khổ lắm. Dạ. Mà vô đây thì hết khổ à? Dạ. Mà vô đây những đứa có bắt làm gì không? Không. Còn những đứa có quýnh đập gì không? Dạ, con chỉ có lúc nào con muốn kết thân để ở lại gần thí thì ở không khôi, con cứ đọc niệm Phật thôi. Ờ, cứ niệm Phật thôi đúng không? Dạ. Vậy mà vô đây là vui vẻ, không có khổ. Dạ. Không có buồn. Không. Bà hiện tại có giận ai không? Không. Không giận ai luôn. Chỉ có biết niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi đúng không? Dạ. Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Nó phải nói rõ ràng, ngoài đời khổ lắm. Nên mấy bà cụ già ngoài đời mà đủ nhân viên á, mai mốt cái ngôi chùa mới mà xây xong á, vô đây những đức nhận hết. Cứ ở trong chùa. Kệ cuộc đời con người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Làm được những việc lợi ích thì chân thật mà làm. Mai mốt già rồi muốn làm cũng không được. Nên những đức thường nói với anh em xuất gia chung với mấy anh em cư sĩ nam nữ đâu. Bây giờ mình còn trẻ, mình chân thật, mình làm những cái việc có lợi ích này đi. Có khi mà mình ở ngoài đời mình giàu, bây giờ mình cũng không làm được. Tại vì dính một gia đình nhỏ. Còn mình vô ngôi nhà Tam Bảo thì nó mở rộng ra, nên mình mới lo được cho tất cả mọi người. Bây giờ sống dù cho tới 100 tuổi chăng như bà cụ này 86 tuổi, bà cụ nãy 100. Nhưng mà tới tuổi già này rồi chỉ có niệm Phật mới có hậu thôi. Chứ nếu mà không niệm Phật thì nó không có phương hướng gì đúng không cụ? Mà vô đây niệm Phật hết khổ đúng không? Dạ. Mà ăn ngon không? Còn ăn ngon. Ngủ ngon không? Vui lắm thầy ơi, ngủ được. Ngủ được? Dạ. Nói quý vị thấy ăn được ngủ được là tiên. Dạ. Ăn không được ngủ không được là phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Coi rõ ràng không? Người già trong đây những đức lo đâu có thuốc men gì đâu. Dạ không. Mà cụ ai cũng khỏe chứ. Bà có uống thuốc men gì không? Không có. Nó con ốm nửa tháng ngày rồi nhưng mà cô Ninh cho thuốc còn không uống. Nó ốm nửa tháng mà không uống thuốc luôn. Chỉ niệm Phật thôi à? Dạ. Con tại vì có thuốc đâu uống, có cho uống thuốc đâu mà uống. Phật của Di Đà cho thuốc con. Đúng rồi, Phật Di Đà cho thuốc, đúng rồi. Con cô Ninh cho con. Đúng rồi. Không lấy. Nó Phật Di Đà cho thuốc tôi uống. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, bà nói vậy là rất là khéo. Dạ. Phật bây giờ mình niệm A Di Đà Phật mà bây giờ uống thuốc làm chi ở thế gian này? Dạ. Thấy không? Con thuốc bây giờ uống giờ khỏi đau chốc ngại đau rồi, để con không uống nữa. Đúng rồi. Bà nói là thuốc uống là vừa uống cái hết đau một chút đau nữa thôi khỏi uống. Dạ. Bây giờ niệm A Di Đà Phật là hết đau luôn. Dạ. Thấy không? Dạ. Nó nên đó là bà khuyên mọi người đó khắp nơi đó. Dạ. Bây giờ cứ học tới mấy bà cụ trong chùa đi, tập đừng uống thuốc nữa, cứ niệm Phật thôi. A Di Đà Phật. Thấy không? Con chị A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật rước tôi con về cực lạc liền. Phật rước con về cực lạc liền. Là mô A Di Đà Phật. Đến là con đi theo Phật liền. Phật đến là con đi theo Phật liền. A Di Đà Phật. Rồi chúc cụ khỏe, dạ, cụ vui. Dạ. Rồi nhờ công đức niệm Phật của cụ mà gia đình con cháu luôn luôn mạnh khỏe, dạ, sống hạnh phúc. Vâng. Rồi con cháu học theo bà cụ để niệm Phật. Vâng. Để mà hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Rồi chào mọi người đi cụ. Chào tất cả các cụ. Chào, đưa tay lên chào đi. À, chào các cụ. Ừ, đúng rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc mọi người vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật. Được rồi. Bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi bà cụ? Không biết nhiêu tuổi. Không biết nhiêu tuổi nữa. Tám mấy tuổi thôi kệ, tám mấy tuổi được rồi. Rồi bây giờ những đứa hỏi bà cụ là bà cụ mỗi ngày trong chùa niệm Phật để bà nguyện đi về đâu? Niệm Phật đi về cực lạc. À, niệm Phật đi về thế giới cực lạc. Rồi giờ bà niệm Phật sao, bà niệm cho đại chúng coi coi. Niệm coi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cầu cho thầy ở chùa cho mạnh khỏe, dìu dắt chúng con với là các cụ già về thế giới Tây phương cực lạc. A Di Đà Phật. À, bà có gửi lời gì đến gia đình người thân không? Thì có gì mai mốt bà nội sáu mất gửi lời giùm cho mấy đứa nha. Chị gửi cho bà con hàng xóm hàng gì nữa. A Di Đà Phật. Cùng niệm Phật với bà. Cùng niệm Phật chứ nội sáu nè. A Di Đà Phật. À. A Di Đà Phật. Rồi mong các con các cháu niệm Phật. Mong mấy đứa niệm Phật cho tinh tấn. Ừ. Đó. Phù hộ cho thầy những niệm những đức. Chứ phù hộ cho phù Phật. Việc niệm trước cho mấy bà con nội sáu. À, trong tâm ý của các cụ á, phần nhiều á, là các cụ biết niệm Phật là được lợi ích, nên tất cả các cụ phần nhiều là mong muốn cho thân bằng quyến thuộc hay tất cả những người mà quen các cụ đều cùng niệm Phật với các cụ. Nhưng mà trước khi các cụ biết như vậy mà bây giờ mình muốn nói lên cái văn tự đó cũng khó, nên từ nơi đó mà những đức nhiều khi quen những công đoạn này. Một là cho các cụ già niệm Phật này kết duyên với đại chúng khắp nơi nơi. Cái duyên được niệm Phật ít gì cũng phải để lại một cái gì một chút. Nó bây giờ mình không có cái gì để lại thù thắng bằng để câu Phật hiệu. Thấy không? Nên những đức mới kêu bà niệm Phật, cái máy quay phim nó quay bà nè. Là cái hình ảnh này để lại mãi luôn. Sau này bà mất rồi, bà về với Phật rồi, nhưng mà cái hình ảnh này để lại thế gian. Người ta mỗi ngày lần người ta coi được là người ta phát tính tâm niệm Phật. Thấy không? Nó nên bà có quyết tâm đời này bà về cực lạc không? Dạ quyết tâm đời này về cực lạc chứ. Đời này phải về cực lạc đúng không? Bây giờ bà còn buồn giận ai không? Dạ không nè. Bà còn dính mắc của cải gì không? Dạ không hết rồi, không còn gì. Bây giờ Phật xuống trước rồi đi theo Phật liền đúng không? Dạ A Di Đà Phật. Nó rồi các cô mà nuôi bà, các cô có thương bà không? Thương, mấy cô nào cũng thương hết á. Mà mấy cô này dễ thương không? Cô nào cũng dễ thương hết à. À nó có câu có nó có gầy la bà không? Dạ không à. Đó. Đúng rồi. Có thầy nhận đức đúng không ạ? À, nên từ nơi đó mọi người ai cũng thương đúng không? A Di Đà Phật. Ở đây những đứa con hiếp bà không? Không. Dám ừ. Nói có mới sợ. Những đứa mà ăn hiếp. Những đứa không ăn hiếp à? Đúng rồi. Nó ra nhà một lần rồi mà. Những đứa có ra nhà. À, nên bà cụ bây giờ được niệm Phật là quý lắm. Bây giờ bà phát nguyện sanh về thế giới cực lạc, cái đức niệm Phật của bà, con cháu của bà chắc chắn rằng sẽ được tốt đẹp. Thấy không? A Di Đà Phật. Nói ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Nhưng không có cái đức nào lớn bằng là ông bà cha mẹ niệm Phật. Những đức nó bảo đảm 100%. Vì ông bà cha mẹ niệm Phật về cực lạc làm Phật, đây là cái đức lớn nhất. Cho nên tất cả các cụ già khắp nơi nơi mà mình biết tu hành niệm Phật, mà để lại cho con cháu của mình cái đức niệm Phật là lớn nhất ha. Là con cháu mà chịu niệm Phật thì gia đạo bình an hạnh phúc mà. Sống tốt đẹp mà tiếp nhận Phật pháp thì chắc chắn rằng là gia đình được hòa thuận thương yêu nhau. Chắc chắn đúng không các cô? Nó bây giờ bà sau này bà mất đi, con cháu vô đây là bây giờ bà khuyên con cháu là giờ chỉ có niệm Phật cho bà thôi. Dạ. Rồi để cho bà ở đây để mà ở đây cho thầy lo đàng hoàng đúng không?
Nó rồi mỗi từng thắc, mỗi năm đám giỗ đều cúng đồ chay hết đúng không? À vậy là Phật ở nhà cúng đồ chay hết đó. À cúng đồ chay hết đúng không? Dạ cúng chay cúng mẹ. À vậy là quá tốt rồi. Đó. Nên là thôi chúng ta gặp đại chúng nhiều thôi. Bây giờ bà chào đại chúng đi. Chúng ta niệm Phật chào đại chúng đi cụ. A Di Đà Phật. Chúc đại chúng an lạc. Chúc các cụ các chú an lạc. À, vui vẻ. Vui vẻ. Chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. A Di Đà chúng gặp. Thế giới cực lạc. A Di Đà. Ờ đưa tay cao lên. A Di Đà. Ừ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi được rồi. Chúc bà cụ an lạc. A Di Đà Phật. Chúc thầy những đức khỏe mạnh. Đây là bà cụ hai nè quý vị. Mà những đức giảng buổi giảng nhắc là bà cụ hai rất là nhiều lần á. Và đây nay bà ngồi đây quay phim cho quý vị thấy nha. À, sống với những đức từ trên tỉnh Thác Quan Âm tới giờ đó. A Di Đà Phật. Bà có niệm Phật không? Niệm sao? Bữa nay nghỉ niệm rồi. Đâu có niệm không bị sợ. À có nghĩa là lúc nào khỏe thì niệm. Mà bà niệm câu Phật hiệu tất nhiên coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các bạn niệm coi A Di Đà Phật. 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 Thôi chứ. Ờ được rồi. Bây giờ những đức hỏi bà cụ hai nè, bây giờ những đức niệm Phật muốn đi về thế giới cực lạc. Bà muốn về thế giới cực lạc không? Không. Vậy chứ bà muốn đi đâu? Chúng tôi có đất, có nhà, có con cái, mình ngăn chặt đó đi. À, bà muốn về Tây Ninh không? Không. Không luôn, trời ơi, cực lạc cũng muốn về, mà Tây Ninh cũng muốn về nữa. Ở đây. À, muốn ở đây thôi, rồi, muốn ở đây thôi phải không? Mà ở đây vui không? Vui hơn trong ngoài này. À, ở đây vui hơn, đúng rồi. À, nên á, không muốn về thế giới cực lạc. Không muốn về Tây Ninh luôn, muốn về ở Mậu Pháp. Nó nên á thôi à, bây giờ á bà niệm được vài câu Phật hiệu tất nhiên được rồi, quý vị biết rằng á mình còn trẻ mình cố gắng niệm Phật thì đi nhớ chứ đừng có đợi tới tuổi già nè quý vị. Coi cái chân của bà này nằm lâu rồi, chân cũng đau nè, thấy không? Thời gian nằm lâu nên những đức nói rằng là tất cả những người mà còn trẻ cũng cố gắng niệm Phật chứ đừng có đợi đến tuổi già. Nó nói cũng có tuổi hết. Nên là cụ hai thì xưa gì cứ nhắc hoài quý vị là biết rồi. Ừ, nói đi tôi nghe. Rồi thôi bây giờ chúc bà sức khỏe nha. Ai với đầu vợ rồi được rồi.